Tiết lộ người đứng đằng sau thương vụ chiêu mộ Ronaldo với đời tư dị biệt. Hai người phụ nữ quan trọng bên cạnh thái tử Saudi Arabia đều gần như bốc hơi trên truyền thông. Sự xuất hiện của Ronaldo ở Saudi Arabia đã khiến nơi đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và dư luận. Hình ảnh của vương quốc Saudi Arabia đã vang xa hơn trong làng bóng đá và trên toàn cầu. Ít ai biết rằng, người đứng sau thương vụ đưa CR7 về Saudi Arabia chính là vị thái tử khét tiếng của đất nước này, Mohammed bin Salman. Vị thái tử già dặn trước tuổi. Thái tử Mohammed bin Salman sinh năm 1985, là con cả trong số 6 con trai của vua Salman bin Abdulaziz Al Saud với người vợ thứ 3 Fada bin Fala bin Sultan. Không giống như nhiều hoàng tử cùng thế hệ khác, thái tử Salman không bao giờ hút thuốc, nghiện rượu hoặc đi chơi khuya. Ông giữ lối sống chuẩn mực, không sa đọa. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đánh giá Mohammed bin Salman là người có vốn hiểu biết sâu rộng, thông minh và khôn ngoan trước tuổi. Thái tử Mohammed bin Salman đã tìm cách chiêu mộ CR7 để quảng bá hình ảnh đất nước. Được biết, thái tử này chính là người chủ chốt đứng đằng sau thương vụ CR7 lựa chọn bến đỗ mới là đội bóng Al Nassr ở Saudi Arabia để thi đấu. Ông cũng là người đứng ra thuyết phục đội bóng trả không dưới 200 triệu euro trên năm cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Đây là mức lương cao nhất mà một cầu thủ bóng đá từng nhận được. Theo học chuyên ngành luật tại Đại học Kinh Sau ở quê nhà, Mohammed bin Salman thâu tóm nhiều quyền lực về tay mình ở độ tuổi mới ngoài 30. Kể từ khi vua cha Salman lên ngôi năm 2015, thái tử, 37 tuổi đã tận dụng sức ảnh hưởng của cha mình để tái cấu trúc nền kinh tế vương quốc, mở rộng mối quan hệ với các cường quốc khác. Là thành viên của một trong những hoàng gia giàu nhất thế giới, người thừa kế ngai vàng Saudi Arabia chắc chắn sở hữu khối tài sản trị giá nhiều tỷ USD và có cuộc sống xa hoa. Vương giả. Vị thái tử này nổi tiếng với những khoản chi tiêu hào phóng. Theo các cộng sự của thái tử, ông thích trượt ván và các môn thể thao dưới nước, là một người hâm mộ iPhone và các sản phẩm của Apple. Vị thái tử tài năng nhưng khá kín tiếng trên truyền thông. Đời tư kín tiếng. Tài năng và nắm trong tay nhiều quyền lực là vậy, nhưng vị thái tử này cũng có đời tư khá kín tiếng. Nhất là trong cuộc sống gia đình, được biết mẹ đẻ ông hiếm khi lộ diện trên truyền thông. Ông cũng không muốn mẹ mình xuất hiện trước công chúng. Theo truyền thông quốc tế, vợ của vị thái tử này là Sarah bin Mansour bin Abdulaziz Al Saud. Cặp đôi kết hôn năm 2008. Người phụ nữ hiếm khi xuất hiện cùng với chồng và cô được nhận xét là xinh đẹp ngay từ nhỏ. Vì vẻ đẹp như búp bê mà hồi nhỏ cô thường được gia đình gọi là Little Barbie. Người phụ nữ theo học tại trường Đại học Kinh Sau ở Riza và là một nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc. Cặp đôi có 5 người con, 3 trai và 2 gái, tất cả họ cũng đều hạn chế xuất hiện công khai nơi đông người. Gia đình thái tử có cuộc sống xa hoa khiến nhiều người trầm trồ kinh ngạc. Bất động sản nổi tiếng nhất của thái tử. Bất động sản nổi tiếng nhất do thái tử Saudi Arabia sở hữu là tòa lâu đài có tên Château Louis XIV, nằm gần Versailles, Pháp và có trị giá khoảng 275 triệu euro. Nơi đây có bể bơi, hầm rượu và cả một thủy cung ngầm. Bên cạnh đó, thái tử cũng sở hữu 2 căn nhà ở London, Anh và 1 căn ở vùng biển miền Nam Tây Ban Nha. Không chỉ vậy, thái tử còn là chủ nhân của du thuyền siêu sang Serene, bao gồm cả không gian chứa một chiếc tàu ngầm. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, thái tử Salman cho rằng tài chính là vấn đề cá nhân và mình không cần phải cảm thấy có lỗi vì sống xa hoa. Tôi là một người giàu chứ không phải người nghèo, là thành viên của hoàng gia đã trị vì hàng trăm năm trước khi Saudi Arabia ra đời. Tôi đã dành ít nhất 51% tài sản cho người dân và 49% cho bản thân mình, vị thái tử nói.